Chào mừng quý vị đến với chương trình kinh tế tài chính của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau. Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2012 dự báo đạt 6,5 tỷ đô la Mỹ. Tăng cường liên kết doanh nghiệp cùng vượt khó. Thưa quý vị, theo báo cáo từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tháng 9 kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước ước đạt 500 triệu đô la Mỹ, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản 9 tháng đầu năm lên 4,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2011. Trong các sản phẩm xuất khẩu chính gồm tôm, cá tra, cá ngừ, nhuyễn thể, cua ghẹ, xuất khẩu cá ngừ đạt kim ngạch 414 triệu đô la Mỹ, tăng tới 51,6%, cua ghẹ đạt 74,9 triệu đô la Mỹ, tăng 13,2%. Trong đó thị trường Hoa Kỳ vẫn là thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam, chiếm 19% thị phần, tiếp theo là Nhật Bản 15,1% thị phần và Hàn Quốc 7,9%. Dự báo từ nay đến cuối năm là thời điểm các nhà nhập khẩu sẽ tăng cường nhập các mặt hàng như cá tra, tôm để phục vụ mùa Noel và đón năm mới 2013. Các nước sản xuất cũng vào mùa thu hoạch nên nguyên liệu sẽ dồi dào hơn. Theo dự báo, tổng kim ngạch xuất khẩu cả năm 2012 sẽ đạt khoảng 6,5 tỷ đô la Mỹ. Tiền thân là công ty Dây Đồng được thành lập năm 1975, trải qua 37 năm xây dựng và phát triển, KDV đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước là một trong những doanh nghiệp đầu tiên ở Việt Nam được cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9000. Năm năm qua, KDV đã cung cấp hơn 1 triệu km dây cáp điện đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc gia cho các công trình dân dụng từ Bắc Chí Nam. Bên cạnh việc khẳng định thương hiệu trên thị trường trong nước, KDV còn xuất khẩu sản phẩm dây cáp điện sang thị trường Mỹ và các thị trường trong khu vực. Với những thành tích đạt được, tập thể đơn vị và cá nhân ông Hoàng Nghĩa Đàn, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc KDV đã vinh dự được nhận huân chương lao động hạng nhì. Đây là động lực để toàn thể cán bộ công nhân viên KDV không ngừng nỗ lực khẳng định vị thế và uy tín trong quá trình hội nhập toàn cầu. Cổ động cho chiến dịch năm du lịch quốc gia của thành phố Hải Phòng, Vietjet Air đã khai trương đường bay mới từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hải Phòng. Đường bay thành phố Hồ Chí Minh Hải Phòng bước đầu sẽ được Vietjet Air khai thác mỗi ngày một chuyến bằng máy bay Airbus A320 với sức chứa 180 hành khách. Từ tháng 10 trở đi, Vietjet Air sẽ tiếp tục mở rộng mạng bay, tăng tần suất bay đồng thời tại các chuyến hiện có và mở các đường bay đến Đà Lạt, Huế, Vinh, Hải Phòng, Phú Quốc. Sau 12 năm hoạt động, công ty bảo vệ Long Hoàng được đánh giá là doanh nghiệp điển hình đáp ứng được những yêu cầu dịch vụ bảo vệ và vệ sĩ tại Việt Nam hiện nay. Yếu tố chất lượng dịch vụ là đòi hỏi hàng đầu, nên công ty đã chủ động phối hợp với Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an trong việc sát hạch và cấp phép và đặc biệt là bảo đảm đạo đức nghề nghiệp là một trong những công ty đầu tiên được tổng cục cảnh sát bộ công an trực tiếp quản lý và cấp giấy phép nên tất cả giáo trình đào tạo của công ty đều được tổng cục cảnh sát bộ công an xét duyệt tạo dựng được uy tín trong lĩnh vực bảo vệ vệ sĩ với những khách hàng trong và ngoài nước Thưa quý vị, cùng với các chính sách hỗ trợ của nhà nước, các doanh nghiệp Việt Nam đã tự nỗ lực tăng cường liên kết hợp tác trong việc sử dụng dịch vụ hàng hóa của nhau để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm. Việc làm này không phải là mới nhưng nó đã tỏ ra hiệu quả trong việc giải quyết hàng tồn, phát triển thị trường nội địa, nhất là trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Trong bối cảnh hàng hóa tiêu thụ khó khăn, hàng tồn kho tăng cao thì việc tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp thông qua việc sử dụng hàng hóa của nhau là giải pháp để các doanh nghiệp đoàn kết với nhau và cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn. Đây là một việc làm hết sức tốt đẹp. doanh nghiệp giảm bớt chi phí để tiếp cận người tiêu dùng. Mà người tiêu dùng trong doanh nghiệp tôi tin rằng có kiến thức, có trình độ và có cái sự chia sẻ với nhau rất là tốt. Những cái dịch vụ mà mà dùng hàng hàng doanh nghiệp trong nước coi như là để mà mà cùng nhau mà phát triển cái thị trường nội địa của Việt Nam chúng ta tiêu thụ hàng lẫn nhau. Đó là một cái phương chỉ nam mà tất cả các hiệp hội doanh nghiệp đều cũng đang hướng tới để mà gia tăng cái lợi ích cho hội viên. Với việc liên kết giữa các doanh nghiệp trong và ngoài ngành, tỷ lệ tiêu thụ hàng hóa nội địa đã tăng bình quân khoảng 25%, góp phần tích cực giảm nhập siêu, thúc đẩy sản xuất trong nước, nâng cao sức cạnh tranh với các hàng hóa nước ngoài. Trong suốt thời gian vừa qua thì YBA luôn luôn có những cái hoạt động khuyến khích các hội viên sử dụng hàng hóa của nhau và chúng tôi coi đây là một trong những cái hoạt động trọng tâm của IBA trong nhiệm kỳ này. thì vừa qua chúng tôi đã tổ chức rất là nhiều cái hoạt động cho các doanh nghiệp uh, giống như một cái sàn giao dịch để các doanh nghiệp có thể tự ký hợp đồng với nhau để mua dùng của nhau. Công ty cổ phần đầu tư robot của chúng tôi là chuyên về ngành ngành sản xuất về các sản phẩm về thiết bị điện dây cấp điện. thì chúng tôi cũng liên kết được với tất cả các các doanh nghiệp trong hiệp hội là hội doanh nhân trẻ. chúng tôi cũng có có có, có cung cấp mà hàng là, là cho các doanh nghiệp về xây dựng cũng như là các các công trình. À, vừa ra chúng tôi cũng đã có những cái chương trình là coi như là kết nối giao thương là cũng đã ký được những cái hợp đồng liên kết và bản thân chúng tôi thì đầu tư xây dựng các công trình mới thì cũng ưu tiên cho các doanh nghiệp trong nước hoặc là các doanh nghiệp hội viên trong hội. Để chủ trương này đi sâu vào thực tiễn, hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn, các doanh nghiệp khi tham gia cần có trách nhiệm hơn với chất lượng sản phẩm và dịch vụ của mình. Các doanh nghiệp nên nhớ rằng họ vẫn là người tiêu dùng và chúng ta phải có trách nhiệm với, với chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ, với giá cả, lúc nào cũng phải đòi hỏi cái sự à, cạnh tranh, cái sự à, quan tâm như đối với mọi người thì nếu mà làm được vậy tôi tin là cái chương trình thành công rõ ràng chủ trương doanh nghiệp sử dụng hàng hóa lẫn nhau không quá khó để thực hiện nếu phong trào này tiếp tục được nhân rộng ở nhiều ngành nghề và hiệp hội thì những lợi ích mang lại càng hiệu quả và sâu rộng hơn thưa quý vị khởi đầu tuần mới thị trường chứng khoán đã lấy lại đà tăng với sắc xanh tràn ngập bản điện tử ngay từ đầu phiên, VN Index đã tăng điểm và sự khởi sắc này tiếp tục được giữ vững cho đến hết phiên. VN Index chốt tại 393,45 điểm, tăng 5,29 điểm. Tại sàn Hà Nội, chỉ số HNX Index cũng tăng theo xu thế tại sàn thành phố Hồ Chí Minh. Với mức tăng 1,6%, giá trị khép phiên HNX Index dừng tại mốc 55,21 điểm. Thanh khoản toàn thị trường cũng được cải thiện với 69,08 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, tương đương hơn 700 tỷ đồng. Chuyển sang phần tin kinh tế quốc tế. Trong suốt quý 3 năm nay, nhờ hàng loạt gói kích thích kinh tế tích cực từ các ngân hàng trung ương thế giới, chỉ số S&P 500 đã tăng tới 5,8%. Theo số liệu từ hãng tin Reuters, lợi nhuận trong quý 3 năm 2012 của một loạt doanh nghiệp Mỹ có thể giảm 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu điều đó xảy ra, đây sẽ là lần đầu tiên sau 3 năm lợi nhuận của doanh nghiệp Mỹ giảm, theo khảo sát mới nhất của Reuters, gần 50% doanh nghiệp nhóm S&P 500 đổ lỗi cho sự yếu kém của châu Âu là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận quý 3 giảm. Tuy nhiên, không doanh nghiệp nào nhìn nhận sự yếu kém của kinh tế Mỹ là nguyên nhân khiến lợi nhuận giảm. Trong báo cáo mới nhất về triển vọng kinh tế khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, Ngân hàng Thế giới World Bank dự báo kinh tế khu vực Đông Á và Thái Bình Dương tiếp tục bị ảnh hưởng từ biến động từ khủng hoảng châu Âu và suy giảm tăng trưởng ở Mỹ và Trung Quốc. Theo đó, các nước Đông Á đang phát triển sẽ tăng trưởng khoảng 7,2% năm nay và 7,6% năm 2013, thấp hơn dự báo trước đó lần lượt là 7,6% và 8%. VKB khá lạc quan vào kinh tế Đông Nam Á do nhu cầu tiêu thụ nội địa mạnh. VKB dự báo, Thái Lan, Indonesia sẽ tăng trưởng lần lượt 4,5% và 6,1% năm nay, trong khi Malaysia là 4,8%, cao hơn dự báo 4,6% trước đó. Ngân hàng này cho rằng hầu hết các nền kinh tế đang phát triển ở Đông Á có thể ứng phó với các biến động của kinh tế toàn cầu và có thể đặt thẳng dư tài khoản giảng lai, dự trữ ngoại hối tăng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế Tài chính hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!